Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Ôm lộc tổ tiên, tiền của ùn ùn đổ về như thác lũ, đang nghèo khổ bỗng trở mình giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là bản mệnh tuổi Bính Ngọ 1966 thân mến, con người sống trên đời không nên mãi lùi về quá khứ hay bước quá xa về tương lai, mà hãy tập trung sống trọn vẹn ở hiện tại. Khi tâm trí, thể xác và tinh thần của chúng ta cùng cảm nhận được khoảnh khắc hiện tại, mọi lựa chọn và quyết định mới đủ sáng suốt, trọn vẹn. Thay vì lãng phí thời gian chú ý đến cuộc đời người khác hay bận tâm trước những lời gièm pha của thế nhân, hãy dồn hết tâm sức để giải bài toán cuộc đời của chính mình. Nâng tầm bản thân, trau dồi tài năng, học hỏi không ngừng luôn là điều quan trọng để nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc sống. Đừng để những dòng suy nghĩ như làm việc chăm chỉ là tư tưởng lỗi thời hay phải tìm đường tắt để thành công làm lệch hướng. Cuộc đời đúng nghĩa không nằm ở việc làm những điều lớn lao mỗi ngày, mà là tạo ra giá trị dù từ những việc nhỏ nhất. Dù đó là công việc ít thu nhập hay những nhiệm vụ đơn giản, mỗi hành động đều giúp duy trì sự minh mẫn của đầu óc và sự linh hoạt của đôi tay. Trong giai đoạn nuôi dưỡng ước mơ, sự vội vàng sẽ chỉ làm ta lạc lối, còn so sánh bản thân với người khác là điều không cần thiết. Bởi mỗi người như một ngôi sao riêng biệt, có thời điểm và cách thức tỏa sáng khác nhau. Hãy tin rằng khi bạn kiên trì, cầu vồng và ánh nắng rực rỡ sẽ đến vào đúng thời điểm bạn xứng đáng nhất. Thay đổi cuộc đời là hành trình bền bỉ, và mỗi bước đi ý nghĩa hôm nay sẽ tạo nên thành quả tốt đẹp cho ngày mai. Người tuổi Bính Ngọ, cuộc đời và hành trình thành công. Người sinh năm Bính Ngọ 1966 được ví như những chiến binh kiên cường trên đường đời. Họ mang trong mình nguồn năng lượng bất tận, sự sáng tạo và ý chí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Cuộc sống của họ không hề dễ dàng, nhưng chính sự không khuất phục trước khó khăn đã tạo nên những thành công vang dội. Tính cách nổi bật, nguồn sức mạnh từ nội tâm. Tuổi Bính Ngọ được biết đến với tính cách mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá. Một khi đã bắt đầu, họ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Với họ, thất bại chỉ là tạm thời và không bao giờ là lý do để từ bỏ. Dường như họ sinh ra để đối mặt với những công việc khó nhọc, bởi trong khó khăn, họ càng chứng minh được năng lực vượt trội của mình. Sự nhanh nhẹn và linh hoạt giúp họ luôn bắt kịp những thay đổi trong xã hội. Tuy nhiên, tính cách này đôi khi lại khiến họ trở nên thiếu kiên nhẫn. Họ luôn muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng, dẫn đến việc bỏ qua những chi tiết quan trọng. Dẫu vậy, chính sự lạc quan và tinh thần không chịu lùi bước đã bù đắp cho những thiếu sót này. Người Bính Ngọ còn có khả năng giao tiếp khéo léo và thái độ cởi mở. Điều này giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Trong tập thể, họ được yêu mến và dễ dàng hòa đồng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, sự thẳng thắn đôi khi khiến họ vô tình đắc tội với người khác, một điều mà họ cần chú ý để giữ vững sự hài hòa trong các mối quan hệ. Con đường sự nghiệp khó khăn tạo nên thành công. Người tuổi Bính Ngọ luôn mang lại cảm giác đáng tin cậy trong công việc. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu với thử thách. Sự nhạy bén trong việc phát hiện cơ hội giúp họ đạt được những bước tiến nhanh hơn so với người khác. Không chỉ giỏi sáng tạo, họ còn nổi bật với khả năng xử lý các công việc khó nhằn một cách hiệu quả khi được tự do hành động. Tuy nhiên,
Hạn chế lớn nhất của họ là sự thiếu kiên nhẫn và đôi khi nóng vội. Điều này có thể khiến họ dễ mắc sai lầm nếu không cẩn trọng. Ngoài ra, người Bính Ngọ không thích tuân theo lịch trình cứng nhắc hoặc các quy tắc nhỏ nhặt. Họ cần học cách kỷ luật bản thân và áp dụng những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu, tránh bị lạc hướng. Từ trung vận trở đi, con đường sự nghiệp của họ dần ổn định và phát triển vượt bậc. Với sự nỗ lực không ngừng, họ thường đạt được thành công lớn, thu về những khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, bản tính phóng khoáng, yêu thích sự sang trọng đôi khi khiến họ rơi vào cảnh chi tiêu quá đà, dẫn đến việc không tích lũy được nhiều của cải. Cuộc sống và gia đạo, những thử thách của định mệnh. Trong cuộc sống, người Bính Ngọ luôn đề cao sự tự do và độc lập. Họ cần một không gian riêng để phát triển và không thể chịu được sự ràng buộc từ những quy tắc hay lịch trình cứng nhắc. Sự tự do này không chỉ là nhu cầu mà còn là yếu tố quan trọng giúp họ phát huy tối đa năng lực. Nam giới tuổi Bính Ngọ thường gặp nhiều thử thách trong gia đạo và con cháu. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi, cuộc sống dần ổn định, công việc suôn sẻ và hậu vận được hưởng phúc. Họ sẽ có cơ hội tận hưởng thành quả lao động của mình, sống an nhàn bên gia đình. Với nữ giới tuổi Bính Ngọ, cuộc đời có phần sóng gió hơn, đặc biệt là trong giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, khi bước vào trung vận, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn cả về công danh lẫn đời sống tình. Tóm lại, người tuổi Bính Ngọ có hành trình vinh quang. Người tuổi Bính Ngọ sở hữu nhiều phẩm chất đáng quý, từ ý chí mạnh mẽ, sự lạc quan đến khả năng thích nghi vượt trội. Họ là những người dễ dàng chinh phục khó khăn, gặt hái thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Dẫu cuộc đời không tránh khỏi những thử thách, nhưng chính tinh thần tích cực và sự hỗ trợ từ quý nhân giúp họ vượt qua tất cả. Từ trung vận trở đi, họ không chỉ đạt được sự nghiệp ổn định mà còn tận hưởng cuộc sống viên mãn. Để hành trình này thêm trọn vẹn, họ cần sống đức độ, tiết chế bản thân và không ngừng rèn luyện tính kiên nhẫn. Người tuổi Bính Ngọ chính là hình mẫu của những người luôn vươn lên, mạnh mẽ tiến về phía trước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng những người xung quanh. Tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch năm 2024. Thời gian 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này không phải là giai đoạn thuận lợi nhất với người tuổi Bính Ngọ, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ toàn những điều xui xẻo. Tử vi cho thấy, nếu biết cách ứng xử phù hợp và giữ vững tinh thần, bạn hoàn toàn có thể chuyển hung hóa cát, biến khó khăn thành cơ hội để trưởng thành. Dưới tác động của cục diện tương xung, bạn dễ trở nên nóng nảy và nhìn nhận mọi việc theo hướng cực đoan. Chính điều này là nguyên nhân khiến các mối quan hệ xung quanh dễ nảy sinh xích mích, thậm chí là mâu thuẫn. Khi cảm xúc mất kiểm soát, bạn có thể làm mọi việc trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Để tránh những rắc rối không đáng có, bạn cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, lắng nghe ý kiến của người khác và hạn chế tranh cãi. Một thái độ hòa nhã, khéo léo không chỉ giúp bạn giảm căng thẳng mà còn cải thiện đáng kể các mối quan hệ xung quanh. Tài lộc trong thời gian này chịu ảnh hưởng của hung tinh đại hao, báo hiệu nguy cơ thất thoát tiền bạc. Đây không phải lúc thích hợp để bạn đầu tư hoặc mua sắm những món đồ có giá trị lớn. Những quyết định tài chính vội vàng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Lời khuyên cho bạn là hãy cân nhắc thật kỹ trước mọi khoản chi tiêu. Nếu có tiền, tốt nhất nên giữ chặt trong tay. Việc tiết chế các nhu cầu không thiết yếu lúc này sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn một cách an toàn. Chuyện tình cảm cũng là một khía cạnh đáng lo ngại. Đối với những người đã kết hôn, mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu nguội lạnh. Sự thờ ơ hoặc thiếu quan tâm từ một trong hai bên có thể khiến khoảng cách ngày càng lớn. Thậm chí, nguy cơ xuất hiện người thứ ba chen chân cũng không thể loại trừ. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bạn và người bạn đời cần ngồi lại cùng nhau, trò chuyện cởi mở và tháo gỡ những khúc mắc. Đồng thời, cần tỉnh táo giữ khoảng cách với những cám dỗ bên ngoài. Với người độc thân, thái độ quá khắt khe hoặc phán xét trong tình cảm có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Hãy học cách mở lòng và dành thời gian tìm hiểu đối phương trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào. Về sức khỏe, bạn không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực hoặc cảm xúc nóng nảy có thể làm bạn mệt mỏi, kiệt sức. Thời gian này, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi,
thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng như tập yoga, thiền định hoặc đi dạo. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm hồn. Sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của cuộc sống cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ 1966. Trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Bính Ngọ sẽ gặp phải một giai đoạn đầy thử thách và khó khăn trong công danh sự nghiệp. Lúc này, bạn sẽ đối diện với những tác động mạnh mẽ từ cục diện tương xung, khiến các mối quan hệ trong công việc trở nên căng thẳng và phức tạp hơn. Đây là thời điểm mà bản mệnh cần phải có sự bình tĩnh và suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động, bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả công việc và các mối quan hệ cá nhân. Trước hết, hãy lưu ý rằng tính nóng nảy và dễ nổi giận có thể là yếu tố gây cản trở lớn nhất trong giai đoạn này. Những quyết định vội vã, thiếu suy nghĩ dễ dẫn đến việc chuyện bé xé ra to, làm mâu thuẫn và căng thẳng ngày càng trầm trọng hơn. Bạn có thể vô tình làm tổn thương những người xung quanh, từ đó tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cách lợi dụng sơ hở của bạn để hãm hại. Nếu không kịp nhận ra và điều chỉnh thái độ, bạn có thể gặp phải những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, không phải là không có giải pháp. Cách tốt nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này chính là tự nhìn nhận lại bản thân. Bạn cần dừng lại một chút để suy nghĩ về những gì đã qua, về những quyết định của mình. Đừng để cái tôi hay cảm xúc chi phối mọi hành động, mà hãy chủ động hạ mình xuống, lắng nghe và trao đổi với người khác một cách chân thành và cởi mở. Chỉ khi bạn học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, bạn mới có thể tìm ra được hướng giải quyết hiệu quả. Lãnh đạo và đồng nghiệp sẽ đánh giá bạn không chỉ qua năng lực mà còn qua thái độ và cách ứng xử trong công việc. Nếu bạn tiếp tục để bản thân lạc lối trong sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn, rất có thể bạn sẽ trở thành người thụt lùi trong mắt mọi người. Để cải thiện tình hình, hãy tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ hiện tại thay vì vội vàng nhận thêm trách nhiệm mới. Những nỗ lực bạn bỏ ra, dù nhỏ nhưng kiên định, sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, nếu bạn biết cách duy trì sự khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ người khác, các mối quan hệ trong công việc sẽ phát triển một cách tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Giải thần là một sao các tinh xuất hiện trong thời gian này, giúp đỡ những ai biết cách cư xử một cách khôn ngoan. Bạn sẽ gặp may mắn và nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh nếu bạn kiên trì và không ngừng cố gắng. Hãy nhớ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự bình tĩnh và thái độ khiêm nhường luôn là chìa khóa để bạn giải quyết mọi vấn đề. Hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và luôn tiến bước, bởi chỉ khi bạn không bỏ cuộc, thành công sẽ không xa. Phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ 1966. Từ giờ đến cuối tháng 11 âm lịch năm 2024, tài lộc của người tuổi Bính Ngọ sẽ đối mặt với những khó khăn và thử thách lớn. Các nguồn thu nhập không có dấu hiệu gia tăng, trong khi đó, chi tiêu lại có xu hướng vượt mức cần thiết, gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của bạn. Nếu không kiểm soát tốt tài chính cá nhân, bạn có thể dễ dàng rơi vào tình trạng thiếu thốn, đặc biệt là khi những khoản đầu tư không mang lại hiệu quả như mong đợi. Lúc này, bạn cần phải rất thận trọng trong mọi quyết định tài chính. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư, bạn không nên bị cám dỗ bởi những cơ hội tưởng chừng như béo bở nhưng lại ẩn chứa rủi ro. Mặc dù có thể có một vài đề nghị hợp tác hấp dẫn, nhưng bạn cần phải kiểm tra và thẩm định thông tin thật kỹ càng trước khi quyết định đầu tư. Hãy chắc chắn rằng đối tác của bạn đáng tin cậy và kế hoạch đầu tư có tiềm năng thực sự. Bất kỳ quyết định vội vã hay thiếu hiểu biết đều có thể khiến bạn rơi vào tình huống mất tiền oan, làm tổn hại đến tài chính. Một trong những lời khuyên quan trọng nhất là bạn nên hạn chế việc mở rộng quy mô công việc hoặc bắt tay vào những dự án mới nếu tài chính chưa thực sự ổn định. Điều này sẽ giúp bạn tránh được các nguy cơ tài chính không đáng có. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải tự giác tiết kiệm và quản lý chi tiêu một cách hợp lý. Hãy xem xét mọi khoản chi tiêu trước khi quyết định, đặc biệt là khi có sự cám dỗ từ những ưu đãi, giảm giá. Rất có thể, đó chỉ là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã dựng lên để lợi dụng bạn. Đối với những người làm nghề tự do hoặc có những dự án dở dang, thời điểm này là lúc tốt nhất để tập trung vào hoàn thành những kế hoạch đang dang dở. Hãy giữ sự kiên nhẫn và không để những tác động bên ngoài làm sao nhãng công việc của bạn.
đừng nóng vội mở rộng công việc hay mạo hiểm đầu tư thêm nếu chưa đủ nền tảng tài chính. Hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, cải thiện hiệu quả công việc hiện tại và dành thời gian học hỏi thêm kiến thức để phát triển trong tương lai. Ngoài ra, trong thời gian này, các cát tinh như đế dượng khuyên bạn nên giữ một tâm thái bao dung và từ bi. Dù khó khăn tài chính có thể gây áp lực, bạn vẫn nên tìm cách giúp đỡ người khác nếu có thể, thông qua những hành động thiện nguyện. Việc làm tốt sẽ không chỉ giúp bạn tích lũy phúc đức mà còn mở ra nhiều cơ hội giúp đỡ bạn khi gặp phải khó khăn sau này. Những hành động từ thiện không chỉ thể hiện nhân cách mà còn là cách xây dựng những mối quan hệ lâu dài, nơi mà sự hỗ trợ lẫn nhau là điều quý giá. Nhìn chung, trong giai đoạn này, bạn cần đi từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, tránh vội vàng trong việc mở rộng đầu tư hay chi tiêu lớn. Hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan, và khi bạn biết cách kiểm soát tài chính và duy trì tinh thần cầu tiến, thành công và tài lộc sẽ đến với bạn trong tương lai gần. Về phương diện tình duyên gia đạo, thời điểm này, ngũ hành tương khắc có thể gây khó khăn trong mối quan hệ vợ chồng, khiến cho đôi bên dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, cãi vã. Nguyên nhân có thể là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng nếu không giải quyết sớm, chúng sẽ tích tụ thành mâu thuẫn lớn hơn. Việc trao đổi thẳng thắn và cởi mở với nhau là điều cần thiết để tránh sự hiểu lầm và tổn thương. Nếu bạn giữ im lặng hoặc chỉ nói bóng gió, người kia có thể cảm thấy khó chịu và tổn thương, đồng thời bạn cũng không thể cảm thấy thoải mái. Đối với người độc thân, có thể bạn sẽ gặp phải mối quan hệ phức tạp, rắc rối do tính cách quá đa tình. Trong thời gian này, tránh duy trì quan hệ với quá nhiều người cùng lúc vì điều này sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng thiếu chân thành và cuối cùng có thể nhận lấy phiền toái và những tiếng tăm không hay. Nếu đã quyết định đến với ai, bạn nên thành thật và giữ khoảng cách với những người khác để tránh rối loạn trong cảm xúc và mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe, may mắn là trong thời gian này, tuổi Bính Ngọ không gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực, nóng nảy hoặc lo lắng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Thay vì giữ trong lòng, bạn nên tìm cách chia sẻ với những người thân thiết và đáng tin cậy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những người bạn này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề và tạo sự cân bằng trong cảm xúc. Để giữ sức khỏe ổn định, bạn cần duy trì suy nghĩ tích cực và luôn giữ thái độ lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý đến việc làm việc và nghỉ ngơi khoa học, tránh làm việc quá sức, cũng như hạn chế các hoạt động vui chơi, tập luyện quá độ. Việc sinh hoạt không điều độ có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức và không thể tập trung vào công việc chính. Trong tổng thể, hãy tập trung vào việc duy trì một tinh thần thoải mái và một cơ thể khỏe mạnh bằng cách chia sẻ với người khác và chú ý đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mình. Tiếp theo sau đây sẽ là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được phân thành 2 giai đoạn. Từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch 2024. Trong những ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận trình của tuổi Bính Ngọ sẽ đối mặt với một số thử thách lớn. Khi hung tinh tiểu hào chiếu mệnh, tiền bạc của bạn dễ bị thất thoát vì những lý do khó giải thích. Những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đẩy bạn vào tình thế phải dùng đến tiền để giải quyết. Chẳng hạn như những vấn đề phát sinh bất ngờ, không thể dự đoán trước được, khiến bạn không thể tránh khỏi việc rút hầu bao. Đây là lúc bản mệnh cần phải bình tĩnh, tránh những quyết định vội vã. Nếu bạn không giữ được sự tỉnh táo, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trong công việc, bạn có thể gặp phải một số rắc rối nhất định. Tuy nhiên, đừng lo lắng quá, bởi bạn sẽ bất ngờ tìm ra được giải pháp hợp lý để tháo gỡ những vướng mắc. Thế nhưng, nếu bạn không tập trung vào vấn đề chính, dễ sa vào sự lơ là hoặc tự mãn, điều này sẽ rất nguy hiểm. Chính sự chủ quan trong lúc này sẽ là yếu tố khiến bạn mắc phải sai lầm, đánh mất cơ hội, làm giảm uy tín trong mắt cấp trên. Những cố gắng, nỗ lực trước đó có thể sẽ bị đổ sông đổ biển. Vì vậy, hãy tận dụng mọi cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân, mở rộng con đường thăng tiến. Thời điểm này chính là lúc để bạn phát huy tối đa khả năng, không thể lơ là dù chỉ một chút. Về phương diện tình cảm, những người độc thân sẽ không gặp được mối duyên mới trong khoảng thời gian này. Điều này không phải vì bạn không xứng đáng mà vì bạn chưa mở lòng đón nhận tình yêu. Sự phòng thủ và lo lắng trong lòng khiến bạn khó có thể tiếp cận với những cơ hội tình cảm mới. Trong khi đó,
những người đã có gia đình hãy dành thời gian trò chuyện với người bạn đời của mình nhiều hơn. Những khúc mắc, sự im lặng kéo dài có thể làm tăng thêm sự hiểu lầm, gây ra những vấn đề không đáng có trong mối quan hệ. Từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch 2024. Khi bước sang những ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sẽ chịu ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Đây là một dấu hiệu không mấy sáng sủa trong vận trình của bạn. Những chuyện xảy ra trong những ngày này sẽ không êm đẹp như bạn mong đợi. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, khiến bạn không kịp phản ứng. Bạn có thể cảm thấy bối rối, nhưng đừng vội nản lòng. Dù gặp phải nhiều khó khăn và thử thách, bạn vẫn cần giữ được bình tĩnh và không nên ép bản thân vào những tình huống bế tắc. Việc tự tạo áp lực cho chính mình chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Hãy điều chỉnh kế hoạch một cách linh hoạt và kiên nhẫn, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Về mặt tài chính, dù bạn vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng không hề dễ dàng. Có thể bạn sẽ phải hy sinh nhiều thứ và phải làm việc vất vả hơn bình thường. Tuy nhiên, đừng quên rằng bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với những công sức đã bỏ ra, miễn là bạn luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực. Ngoài ra, trong những ngày này, bạn cũng cần chú ý đến vấn đề an toàn khi tham gia giao thông. Có thể xuất hiện những sự cố không mong muốn nếu bạn quá chủ quan. Đừng vội vã mà bỏ qua sự an toàn của chính mình. Sự cẩn trọng lúc này là rất quan trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Cẩm nang dẫn dận cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Bính Ngọ cần phải đối diện với không ít thử thách trong công việc và cuộc sống. Trong thời điểm khó khăn này, bạn cần tránh đưa ra những quyết định quan trọng về đầu tư hoặc kinh doanh vì có thể sẽ gặp rủi ro lớn. Thay vào đó, hãy giữ sự bình tĩnh và tìm cách tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Quý nhân phù trợ bạn trong khoảng thời gian này là người tuổi Sửu và tuổi Dần. Những người này có thể giúp bạn tìm ra giải pháp hoặc cung cấp lời khuyên quý giá, giúp bạn vượt qua khó khăn. Ngược lại, tiểu nhân có thể xuất hiện từ những người tuổi Tỵ và tuổi Mão, khiến bạn gặp phải một số phiền toái. Hãy thận trọng với những mối quan hệ không rõ ràng và đừng để bị lôi kéo vào những tình huống không cần thiết. Màu sắc may mắn của bạn trong thời gian này là màu đen và màu đỏ. Những màu sắc này sẽ giúp bạn tăng cường sự tự tin, tránh được những tác động tiêu cực từ ngoại cảnh. Bên cạnh đó, những con số may mắn 33, 95 và 64 sẽ mang lại cho bạn sự suôn sẻ trong công việc và tài chính, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Quý khán giả thân mến, trong tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sẽ đón nhận nhiều may mắn và cơ hội quý giá. Những ngày đặc biệt trong tháng này hứa hẹn sẽ mang đến những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, tài chính và các mối quan hệ xã hội. Hãy cùng khám phá chi tiết những ngày may mắn nhất trong tháng 11 này. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024. Ngày này, sao Tốt chiếu mệnh sẽ mang lại cho tuổi Bính Ngọ nhiều may mắn và cơ hội đáng giá. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và quyết tâm. Sự tự tin và bản lĩnh của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và bạn sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn lao. Trong công việc, bạn không chỉ đạt được những thành tựu đáng kể mà còn biết cách tận dụng tối đa điểm mạnh của mình, xây dựng được vị thế vững chắc trong xã hội. Tài chính cũng có bước chuyển mình rõ rệt và bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Tư duy sắc bén và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sẽ giúp bạn đạt được những thành công ngoài mong đợi, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh, tạo nên một môi trường làm việc hợp tác và hiệu quả. Ngày 9 tháng 11 âm lịch 2024. Ngày này, tuổi Bính Ngọ sẽ nhận được may mắn từ những cơ hội tài lộc. Công việc và đời sống tình cảm đều gặp thuận lợi, mang đến cho bạn nhiều niềm vui và sự hứng khởi. Bạn sẽ có những cơ hội bất ngờ trong đầu tư và quản lý tài chính, mang lại nguồn thu ổn định và tăng trưởng. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và bạn sẽ không chỉ đạt được mục tiêu nghề nghiệp mà còn tận hưởng sự hài lòng trong cuộc sống. Sự kiên trì và chăm chỉ sẽ giúp bạn từng bước thăng tiến, mở rộng các cơ hội và đạt được thành công lâu dài. Tài chính của bạn sẽ không chỉ ổn định mà còn ngày càng dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn phát triển những dự định lớn lao. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024. Ngày này,
tuổi Bính Ngọ sẽ đón nhận tin vui trong sự nghiệp và tài vận. Sao Tốt chiếu mệnh mang lại hy vọng về thăng tiến, tăng lương và phát triển các mối quan hệ xã hội. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, những người mang lại thông tin quý báu giúp bạn mở rộng tầm nhìn và nhanh chóng tiến xa hơn trong công việc. Khả năng giao tiếp xuất sắc và sự duyên dáng trong ứng xử sẽ giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ vững chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp. Tinh thần chiến đấu và nhiệt huyết của bạn sẽ giúp sự nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ, đồng thời tài vận cũng thăng tiến vượt bậc. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đặt ra những mục tiêu mới, khẳng định vị trí và khả năng của bản thân. Ngày 24 tháng 11 âm lịch 2024. Ngày này, tuổi Bính Ngọ sẽ mở ra một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Những thành quả từ sự nỗ lực trước đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Bạn sẽ nhận được trái ngọt từ công sức đã bỏ ra và tài vận cũng sẽ ngày càng thịnh vượng. Cơ hội đầu tư và tài chính sẽ mang đến cho bạn những khoản lợi nhuận lớn. Các dự định, kế hoạch mà bạn đang ấp ủ cũng sẽ được thực hiện thuận lợi, mang lại kết quả tích cực. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh tự do, bạn cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, mở ra cơ hội tăng lương hoặc thăng chức. Sự nhiệt huyết và cống hiến của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng đầy hứa hẹn đối với tuổi Bính Ngọ. Những ngày may mắn này không chỉ mang lại cơ hội tài lộc, mà còn là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân và tạo dựng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Hãy tận dụng mọi cơ hội và không ngừng nỗ lực để gặt hái những thành công lớn trong sự nghiệp và cuộc sống. Tìm đối tác hợp tác kinh doanh cho tuổi Bính Ngọ 1966. Khi làm ăn, một yếu tố quan trọng không thể thiếu chính là lựa chọn đúng đối tác. Để công việc kinh doanh được thuận lợi, suôn sẻ và phát triển mạnh mẽ, việc hợp tác với những người có vận khí tốt, tài lộc vượng phát là điều cần thiết. Nếu bạn là người tuổi Bính Ngọ 1966, việc lựa chọn đối tác hợp tuổi sẽ giúp thu hút may mắn, tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Dưới đây là những tuổi phù hợp để bạn hợp tác làm ăn, giúp sự nghiệp luôn đi lên, phát triển bền vững. 1. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tý. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tý có thể kết hợp thành một đối tác ăn ý trong công việc. Dù có những khác biệt về tính cách, nhưng khi họ chấp nhận và tôn trọng nhau, họ có thể tạo ra sự hòa hợp đáng kinh ngạc. Tuổi Tý với tầm nhìn xa và khả năng lập kế hoạch chiến lược rõ ràng sẽ giúp định hướng công việc. Trong khi đó, tuổi Bính Ngọ với sự nhanh nhẹn, sáng tạo và khả năng thực thi mạnh mẽ sẽ giúp triển khai kế hoạch hiệu quả. Hợp tác giữa hai tuổi này sẽ tạo ra một sự kết hợp bền vững nếu tuổi Bính Ngọ luôn kiên trì và không thay đổi mục tiêu. 2. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Sửu. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Bính Ngọ và tuổi Sửu có thể phát triển mạnh mẽ nếu cả hai bên chọn con đường đúng đắn. Tuổi Bính Ngọ với tính cách chăm chỉ và năng động có thể mang lại sự đổi mới cho công việc, trong khi tuổi Sửu với tính ổn định và sự kiên trì sẽ đánh giá cao và tạo điều kiện để tuổi Bính Ngọ phát huy hết khả năng. Chỉ cần tuổi Bính Ngọ không thay đổi mục tiêu thường xuyên, sự hợp tác này sẽ đem lại thành công lâu dài. 3. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Dần. Sự kết hợp giữa tuổi Bính Ngọ và tuổi Dần trong kinh doanh sẽ tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo. Cả hai tuổi đều có tính cách mạnh mẽ, yêu thích đổi mới và thử thách. Trong công việc, tuổi Dần có thể đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công việc, trong khi tuổi Bính Ngọ sẽ mang đến những sáng kiến và ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, tuổi Dần cần chú ý quản lý, giám sát tuổi Bính Ngọ, vì họ có thể dễ dàng bị sao nhãng nếu không có sự quan tâm đúng mực. 4. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mão. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Bính Ngọ và tuổi Mão có thể gặp một số khó khăn, nhưng nếu có một bên thứ ba hỗ trợ, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tuổi Bính Ngọ chăm chỉ và luôn tìm kiếm cơ hội mới, nhưng họ cũng dễ nản lòng khi gặp khó khăn. Trong khi đó, tuổi Mão thường xuyên áp dụng ý tưởng cá nhân và chưa đủ mạnh mẽ trong quản lý tài chính. Một người trung gian sẽ giúp duy trì sự ổn định và thúc đẩy công việc đi đúng hướng. 5. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Thìn. Khi hợp tác trong kinh doanh, tuổi Bính Ngọ và tuổi Thìn có thể tạo ra một công ty phát triển mạnh mẽ và liên tục. Tuy nhiên, tuổi Bính Ngọ có thể thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi công việc, trong khi tuổi Thìn lại giúp họ tìm lại niềm hứng khởi và động lực trong công việc. Được sự hỗ trợ của tuổi Thìn, tuổi Bính Ngọ sẽ dễ dàng duy trì sự tập trung và làm việc hiệu quả.
6. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tỵ. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Bính Ngọ và tuổi Tỵ có thể không kéo dài lâu. Tuổi Bính Ngọ dễ bị nhàm chán và mất hứng thú trong công việc nếu mọi thứ trở nên quá quen thuộc, trong khi tuổi Tỵ lại có tính cách khá bảo thủ và cứng nhắc. Khi cả hai đều không hào hứng với công việc, sự hợp tác có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu họ chọn được công việc hợp lý, công việc có thể vẫn phát triển tốt trong giai đoạn đầu. 7. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Ngọ. Khi hai người tuổi Ngọ hợp tác, họ cần phải cam kết rõ ràng ngay từ đầu. Tuổi Bính Ngọ có khả năng làm việc chăm chỉ và thông minh, nhưng cũng dễ thay đổi mục tiêu. Nếu cả hai đều cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể và làm việc có kế hoạch, họ sẽ tạo ra một công ty năng động, sáng tạo và phát triển bền vững. 8. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa tuổi Bính Ngọ và tuổi Mùi có thể rất thành công nếu tuổi Mùi đóng vai trò lãnh đạo và quản lý. Tuổi Mùi thích sự ổn định, có khả năng hoạch định chiến lược và quản lý công việc. Tuổi Bính Ngọ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện các công việc cụ thể và tạo động lực cho đội ngũ. Khi cả hai phối hợp hài hòa, công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và ổn định. 9. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Thân. Trong mối quan hệ hợp tác, tuổi Bính Ngọ và tuổi Thân sẽ cần một đối tác thứ ba để duy trì sự ổn định. Tuổi Thân thường xuyên bận rộn với các công việc cá nhân, trong khi tuổi Bính Ngọ có thể mất kiên nhẫn nếu không nhận được sự quan tâm đúng mực. Nếu có sự hỗ trợ từ một đối tác khác, công ty của họ sẽ có tiềm năng phát triển nhưng cũng sẽ thiếu sự ổn định nếu không có sự hòa hợp giữa hai bên. 10. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Dậu. Tuổi Dậu có khả năng quản lý tài chính rất tốt và có thể giúp tuổi Bính Ngọ duy trì sự ổn định trong công việc. Mối quan hệ hợp tác này rất có tiềm năng vì tuổi Dậu là người thông minh, cẩn thận và giỏi trong việc tránh rủi ro. Tuổi Bính Ngọ, khi có động lực, sẽ rất chăm chỉ và đạt được kết quả tốt trong công việc. Sự kết hợp giữa hai tuổi này sẽ giúp công ty phát triển ổn định và bền vững. 11. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất. Khi hợp tác kinh doanh, tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất có thể tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, đặc biệt trong các ngành nghề liên quan đến du lịch hoặc dịch vụ. Cả hai tuổi đều thích sự thay đổi và có khả năng chịu đựng khó khăn trong công việc. Sự trung thành và cẩn thận của tuổi Tuất kết hợp với sự nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp của tuổi Bính Ngọ sẽ tạo nên một mối quan hệ hợp tác bền vững, mang lại thành công lớn. 12. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Hợi. Sự kết hợp giữa tuổi Bính Ngọ và tuổi Hợi trong kinh doanh có thể rất thành công nếu cả hai đều tìm được công việc hấp dẫn và thú vị. Tuổi Bính Ngọ sẽ đóng vai trò dẫn dắt công việc nhờ khả năng quản lý và tư duy chiến lược, trong khi tuổi Hợi sẽ làm công việc tỉ mỉ và cẩn thận, giúp duy trì sự ổn định. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo, giúp công ty phát triển mạnh mẽ và ổn định lâu dài. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống hiện đại, với bao bộn bề lo toan, nhiều khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và mất đi sự an yên trong tâm hồn. Tuy nhiên, trong kho tàng trí tuệ của Phật giáo, Đức Phật đã dạy cho chúng ta những phương pháp đơn giản mà sâu sắc để tìm lại sự thanh thản trong lòng, giúp tâm hồn thật sự an yên. Để đạt được điều này, mỗi người chúng ta cần từ bỏ những điều tiêu cực không đáng có trong cuộc sống. Sau đây, xin được chia sẻ 10 điều mà Đức Phật dạy chúng ta nên từ bỏ để tâm hồn được thanh thản và an yên. 1. Từ bỏ sự oán giận. Đức Phật dạy rằng oán giận là gánh nặng mà chúng ta tự tạo ra cho chính mình. Khi lòng đầy sự oán hận, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bực bội và không thể tìm thấy sự thanh thản. Oán giận chỉ khiến tâm hồn nặng nề và không thể mở rộng ra để đón nhận sự bình yên. Vì vậy, hãy học cách tha thứ và buông bỏ oán hận để tâm hồn được tự do. 2. Từ bỏ lòng tham lam. Lòng tham không chỉ gây ra sự bất mãn mà còn khiến chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ. Phật dạy rằng khi cầu mong cái gì mà không biết đủ, cuối cùng chúng ta sẽ chỉ là khổ đau. Tham lam sẽ khiến tâm hồn luôn bồn chồn, lo lắng, không thể thảnh thơi. Hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có, bởi chính sự biết đủ sẽ mang đến hạnh phúc đích thực. 3. Từ bỏ sự sân hận. Sân hận là nguồn gốc của mọi khổ đau trong tâm hồn. Khi nổi giận, chúng ta như một ngọn lửa thiêu rụi cả tâm trí và cơ thể. Đức Phật khuyên rằng, hãy yêu thương kẻ thù vì họ là cơ hội để bạn luyện tập lòng từ bi. Nếu muốn tâm hồn an yên, hãy học cách kiểm soát cơn giận và thay thế chúng bằng lòng từ bi, sự khoan dung.
4. Từ bỏ sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ là một ảo tưởng của tâm trí. Khi ta cho rằng mình hơn người khác, chúng ta tự tạo ra khoảng cách và sự bất hòa trong mối quan hệ. Đức Phật dạy rằng người khiêm tốn là người có tâm hồn bình yên nhất. Hãy từ bỏ kiêu ngạo, sống đơn giản và biết lắng nghe để cảm nhận sự đồng điệu với mọi người. 5. Từ bỏ sự đố kỵ. Đố kỵ là một căn bệnh tinh thần khiến ta luôn cảm thấy bất an và không thể tận hưởng thành công của chính mình. Phật dạy rằng đừng nhìn vào thành công của người khác mà buồn rầu, vì cuộc sống của bạn là duy nhất. Thay vì đố kỵ, hãy học cách vui mừng với thành công của người khác và tập trung vào sự phát triển của chính mình. 6. Từ bỏ sự lo âu. Lo âu là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng nếu để lo âu chi phối, chúng ta sẽ không thể sống trong hiện tại. Đức Phật khuyên chúng ta sống trọn vẹn với hiện tại, vì tương lai không thể biết trước. Hãy từ bỏ lo lắng về những điều không thể thay đổi, thay vào đó, hãy tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. 7. Từ bỏ sự vội vàng. Đức Phật dạy rằng trong mọi việc, chúng ta không nên vội vàng hay cầu mong kết quả ngay lập tức. Khi vội vã, chúng ta sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá và dễ dàng rơi vào stress. Hãy nhớ lời dạy chậm mà chắc, kiên nhẫn trong mọi việc để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. 8. Từ bỏ sự giận dữ với chính mình. Chúng ta thường tự chỉ trích và trách móc bản thân khi làm sai hoặc thất bại. Tuy nhiên, sự giận dữ với chính mình chỉ làm tổn thương tâm trí và không giúp ích gì cho sự phát triển. Đức Phật dạy rằng từ bi với bản thân là con đường dẫn đến tự do nội tâm. Hãy học cách tha thứ cho chính mình và sống với sự bình an trong lòng. 9. Từ bỏ sự bận rộn không cần thiết. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta trở nên bận rộn và không có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên, Phật dạy rằng sự tĩnh lặng và thư giãn là cần thiết để tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Hãy dành thời gian để thở, để lắng nghe và để làm mới bản thân. 10. Từ bỏ sự chấp ngã. Cuối cùng, Phật dạy rằng mọi sự vật đều vô thường và chấp ngã chỉ làm chúng ta khổ đau. Khi quá bám víu vào những thứ thuộc về mình, chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn, lo sợ mất mát. Hãy học cách từ bỏ chấp ngã, buông bỏ sự bám víu để sống trong tự do và hạnh phúc. Tâm hồn thanh thản và an yên không phải là điều dễ dàng có được trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta từ bỏ những điều tiêu cực, sống trong sự thấu hiểu và yêu thương, chúng ta sẽ từng bước tiến gần đến sự an lạc trong tâm trí. Những lời dạy của Đức Phật luôn là ánh sáng dẫn đường giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi tâm hồn bạn thanh thản, cuộc sống xung quanh sẽ tự động trở nên an yên. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.